Rồi, chào tất cả anh em nha. Bữa nay không lên clip cho anh em được rồi. Chim thì mình mới đi gần về, mà đi chuyến này về thì được có mấy con đạt xuất sắc và ok lắm. Thành quả thì nói chung là được mỹ mãn và được ok. Mà xui cái điện thoại gớt nó bị to rồi nè anh em ơi. Không, giờ không có thể nào đăng clip cho anh em được luôn. Gớt nó bể nè, anh bể màn hình luôn, giờ không vô được luôn. Xui gì đâu, xui tới luôn rồi nè. Cái màn hình này là mình mới điện cho ông anh, mình hỏi là thay cái màn hình này không là 5,3 triệu đó trời nè. Đi nó bị gớt, rớt giờ cái nó không vô được mà nó cứ sọc rằn gì luôn nè. Đó, tiêu luôn rồi. Rồi ba cái clip rồi video gì trong này bây giờ nhóc trong này hết trơn. Mới đi gần đánh gì à, lúc nào clip video của cái đợt rồi thêm đợt này nữa. Mà bây giờ cái điện thoại như gì thì làm sao mà đưa lên để cho anh em thẩm và tham khảo nước chơi của chim được nữa. Đây nè, mới đi về được 4 con, 3 ngày được 4 con mà giờ hỏng tiêu cái điện thoại, bị lọt á. Mình ngồi trên xe nó lọt xuống rồi không biết sao mà nó chạm, nó đứt mạch gì cái màn hình đó anh em, đứt mạch mất luôn. Mới liên hệ với ông anh là hỏi ông giờ là cái màn zin của cái Samsung mà Note 20 này là bao nhiêu. Ông nói là tầm khoảng 5,3 triệu là mới có được cái màn zin để thay luôn. Giờ thì khả năng chưa biết là để xây sở để kiếm kiếm tiền để sửa thay thôi anh em ơi. Cái này lỗ rồi, đi được có 4 con mà giờ hỏng cái điện thoại tới 5 triệu mấy rồi. Giờ phải điện thoại mình mới mua để quay nè, nên giờ buộc mình phải bóp bụng mình phải sửa thôi, chứ không bỏ được. Bởi vì điện thoại này mình mới mua, chứ nói ra 5 triệu mấy rồi muốn 5 triệu mấy muốn bằng cái điện thoại mới rồi đó anh em. Nhưng mà giờ mình phải bóp bụng mình sửa chứ biết sao giờ. Nè, giờ mình phải bóp bụng mình sửa nó. Bởi vì ở trong này là một là cái điện thoại mới mua, hai nữa là clip rồi video gì ở trong này quá trời luôn, giờ phải cần cỡ nào cũng phải sửa để mới đưa cái số chim mà mình mới đánh rồi nè về lên cho anh em xem và thẩm nước chơi đồ này kia, mấy có clip để cho anh em lên cho anh em xem giải trí. Đi chuyến này thì được một con đồng và hai con, một con thổ sấm và hai con thổ khủng. Hai con thổ khủng có một con là mình tính tày đuôi rồi, mình đeo khoen luôn, tính lên lòng nuôi. Đây con thổ khủng đây, hai chân giao long hết luôn nha anh em, giao long hai chân rồng luôn, hai chân giao long rồng nha. Con này sổ âm cực khủng luôn, mà giờ không có cái điện thoại nó bị sự cố gì rồi, không có lên clip được rồi anh em ơi. Để giờ mình cố gắng mình đi chạy chữa cái điện thoại cái trước cái, rồi giờ mình sẽ coi nếu còn video thì mình sẽ lên clip cho anh em, cho anh em xem và anh em thẩm nước chơi từng con. Cũ của hổm thì còn 5 con mà mình có đăng rồi, một con là mình chốt cho ông anh rồi, chốt cho ông anh ở Hà Nội đó. Con thổ chậm bầu đây nè nó nè, con đứng trong mình, con đeo phen nè, là con thổ chậm bầu là chốt cho ông anh ở Hà Nội. Mà bây giờ ổng chuyển khoản rồi mà bây giờ cái điện thoại nó không nhập vô được,
không cũng chưa biết để lấy được cái thông tin để ngày mai đừng gửi cho ổng nữa đây nè, còn đang khổ nữa đây, để một hồi chắc để mong chờ giờ chờ mong cho ổng ổng điện qua lại đừng lấy số điện thoại và thông tin đừng mời gửi với em này ra Hà Nội cho ổng đây. Con thổ chậm bầu, con này mình mới đăng ngày hôm kia, còn mấy cái này thì để chờ, chắc để chờ sửa cái điện thoại gì rồi mình mới đưa clip lên từng em cho anh em xem và thẩm nước chơi, chứ giờ thì chỉ còn cách đó thôi. Cái chiếc này được 4 con, một con đồng, một con thổ sấm và một con thổ khủng, với một con thổ là thổ khủng nữa mà hai chân giao long hết luôn nha anh em. Đây thấy chưa, rồi mình quay sơ lược hình ảnh chim để cho anh em xem thôi, còn về clip thì chắc mình chắc tạm ngưng. Bây giờ ông anh ông nói nãy hỏi ổng là ông nói cái điện thoại này là mắc phải cái màn hình nó phải đặt, phải mắc đặt ở ngoài Hà Nội ngoài mới có, gửi về là tầm có khoảng một tuần lễ nó mới về tới mới có, rồi về rồi nó còn test ung rồi này kia rồi nó mới làm nữa, thì chắc cũng bèo gì cũng phải một tuần lễ nữa mình mới có được mình mới lên clip cho anh em được. Nhưng mà để mình tranh thủ coi mình làm sớm được sớm thì để mình lên clip cho anh em tham khảo và chia sẻ cho anh em. Con thổ chạm bầu này chốt rồi nè, chốt cho ông anh kia là 1,2 triệu, mà giờ ông chuyển khoản rồi đó, mà giờ không biết cái điện thoại nó cái màn hình nó gì không vô được, nên giờ không có nhập được cái vô để coi cái thông tin của ảnh gửi, đừng cái thông tin địa chỉ với số điện thoại của ảnh đừng biết đường đừng gửi chim cho ảnh ở đây nè. Đây nè, thổ chậm bầu, đây là con đồng mà đồng tốt tiếng lắm nha, clip và nước chơi của nó rất là ok. Mình đây là con thổ khủng quy hổ nha, con thổ khủng âm cực phê luôn nha. Con dưới này là con thổ sấm đây đó, con đang nhảy này là con thổ sấm nha anh em đó. Đi chuyến này về được cái điện thoại thì nó buồn, thì buồn thật, nhưng mà được 4 con, toàn là chim đạt, từ nước chơi đến ngoại hình đạt ok và xuất sắc hết luôn nha anh em. Nè, con nào cũng là tơ mà to đẹp, nước chơi thì chuẩn ok hết, thấy không anh em, coi con nào từ cái ngoại hình chân cẳng đó cùa mung là đáng ok hết. Nhưng mà buồn đáng tiếc có cái là hư cái điện thoại thôi. Còn bên đây là con thổ khủng, con thổ âm khủng, hai chân giao long hết. Mình mới tài đuôi nè, giờ mình đang soạn cái lồng nữa, đeo khoen vô rồi. Con này chân tím mà tím đỏ luôn, tím bầm luôn đó. Hai chân giao long rồng luôn nha anh. Nha anh em. Giao long đều hai chân luôn, không lỗi mắt nào hết. Hồi chắc để mình soạn cái lồng được, mình lên cái lồng riêng đó. Chứ để đây nó quậy đây nó đá lộn với nhau hư hết con chim. Bên đây thì còn 4 con của chú tiết nè, thằng ăn uống ổn ok hết. Con đeo khoen này cũng là con thổ nè, con thổ quy hổ âm cực phê lắm, mà giờ chưa có lên clip được. Đúng ra bữa nay là mình lên clip con thổ quy hổ này nè, đây nè, đây đúng ra là hôm nay lên clip con này nè, nhưng mà cái điện thoại nó bị sự cố vậy rồi, giờ đó là phải chịu luôn anh em ơi. Đó, con đeo khoen này bữa nay là đúng ra là mình soạn clip em nó đựng mình lên đó, nhưng mà cái điện thoại nó bị sự cố rồi, vậy là mình giờ phải đành chịu luôn rồi. Anh em có nhu cầu cần bổi bẫy đấu và bổi tiễn để gọt mồi nuôi cảnh nuôi kiển hay bảo tồn, hay là để nuôi văn nghệ chơi, thì cứ alo Q69 số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để anh em mình tìm hiểu và kết nối
để chọn ra một con ưng ý để về nuôi cảnh, nuôi kiển hay là rọt mồi gì đó thì cứ alo Q69 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm kênh và ủng hộ Q69. Để mình qua cái sự cố cái vụ điện thoại này xong đi rồi mình mới có thể đưa clip và quay rõ ngoại hình và đưa clip nước chơi từng con lên cho anh em xem và anh em thẩm. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ kênh Tiếp Q69 và cần nhu cầu về bổi bể đấu để thực hiện và anh em mình cùng chia sẻ đam mê thì cứ alo Q69 nha anh em. Rồi, chân thành cảm ơn anh em nha.